Anh chị, bài hôm nay là chia sẻ ngắn về tuổi Kỷ Mão sinh năm 99, mệnh thổ nên sinh con vào những năm nào, thì trước hết là phải trừ một năm, nhất quyết là phải trừ năm này, đó là anh chị nhé, đó là trừ năm Dậu cho tôi. Những năm Dậu thì không nên sinh con, còn các cái năm sinh con nó cát lành hơn các năm khác được liệt kê như sau, đó là 2022 Nhâm Dần, 2023 Quý Mão, 2025 Ất Tỵ, 2026 Bính Ngọ, 2027 Đinh Mùi, 2028 là Mậu Thân, 2030 Canh Tuất, 2031 là Tân Hợi, 2032 là Nhâm Tý, 2037 là Đinh Tỵ, 2038 là Mậu Ngọ, 2039 là Kỷ Mùi. Và đây tôi giới hạn khoảng 20 năm. Thì những cái năm nào mà nó được thêm cái ngũ hành nó tương sinh tương khắc với tuổi Kỷ Mão thì nó càng cát lợi hơn. Còn những cái năm mà nó không 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 được sự tương sinh về ngũ hành thì nó không cát lợi bằng, nhưng mà chúng ta vẫn sinh con bình thường. Còn những năm tôi đọc thì nó sẽ cát lành hơn, tốt lợi hơn theo tiêu chí là quý nhân lục mạng. Một vài chia sẻ người đến tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999.